Xin chào anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube Thắng Magazine của bên mình nhé. Hôm nay mình có một cái siêu phẩm là máy cưa xích Echo V3500, đẹp xuất sắc luôn anh em. Nó là đẹp nhức nách luôn á, mới tinh, rất là mới luôn. Hôm nay thì anh em sử dụng gia đình là quá ok. Máy này thì đang sử dụng xích chuột này, 1/4 này. Và cây phần cắt của cây lam được 3,5 tấc, tổng độ dài của nó là 42 cm, đặc biệt là cây lam trượt, lam latin ha, lam zin theo máy. Mặt ốp lam thì bằng mủ là hai ốc trên lam xích rất là chắc chắn. Này thì nó có chắn bảo vệ thôi chứ nó không có chức năng thắng xích ha. Đây cần thiết kế bằng nhôm và có bọc bao da cho anh em luôn. Phần nhiên liệu của máy thì bằng mủ nên là cực kỳ độ an toàn, không có axit acet thì sau thời gian dài sử dụng ha, nó cực kỳ ok. Mà hơn nữa nó là nhẹ máy. Đây, bình chứa nhiên liệu của máy thì cái này thì nó đựng tầm cho anh em nó tầm khoảng 600ml xăng thôi. Đây trên đây thì mặt chụp gió nòng của nó thì bằng mủ luôn và số của nó là V3500. Ở đây thêm có một chức năng xả áp ở đây nữa, anh em ấn đây giật nhẹ như trợ lực vậy. Đó. Mâm khởi động của nó thì nó bằng mủ luôn. Số series của máy là 011545 ha. Máy đẹp leng keng. Nguyên rin hết. Ở đây thì cái bình chứa nhớt này thì tầm khoảng 500ml nhớt. Và trên đây thì nó có một cái thanh chống nóng, tức là nóng từ cái bô này xả xuống. Chống. Nó chống xuống ha. Đây như vậy. Máy móc là cam kết là nguyên rin và con này thì nó nòng nó tầm khoảng 38 đến 39 ly và dung tích xi lanh của nó là 35cc. Con này thì đời thì khá là mới đấy, nhìn này thì nó rơi vào tầm khoảng 26 17 thôi. Mình khởi động cái máy cho anh em xem nhé. Rất là ngọt anh em. Đây giật lại này, dẫn xả rồi. Hệ thống làm rung của máy thì được phân bổ các góc cạnh và tất cả thiết kế được bằng cao su, rất là êm ái luôn nha, đầy mới mà. Và bên hông này thì có công tắc này, bên hông này thì có cái chốt le gió. Anh em để lâu thì anh em chỉ cần kéo le gió ra, anh em giật vài cái nó nổ là anh em đẩy vô thôi, đơn giản như vậy thôi. Rồi, hai móc thì mình tặng theo anh em 5 món phụ kiện đi theo kèm nhé. Cam kết nguyên rin, anh em mua thì liên hệ trực tiếp Zalo số điện thoại của mình là 0974644973. Con máy này mình để cho anh em với giá là 3,2 triệu nhé. Anh em cảm thấy vừa hợp túi tiền của mình về cưa củi trong gia đình thì liên hệ trực tiếp số điện thoại mình để đặt hàng nhé. Cọc trước 200.000 và cho địa chỉ mình ship hàng tận nhà. Hàng tới nơi được kiểm tra test máy và thanh toán nhé. Rồi cảm ơn anh em theo dõi video. Xin chào anh em.